Lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà lại thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Xin mời bạn nam. Xin chào bạn. Ủa, hẹn hò sao xách cái vỏ bự vậy? Đây là cái vỏ em thường hay đi làm, ba lô em đi làm. Bạn làm nghề gì? Dạ em làm bên tài chính. Tài chính? Dạ. Nghĩa là ba lô rất là nhiều tiền. Không nhiều tiền đâu, ba lô chỉ là đem laptop và một số tài liệu. Bạn tên gì là gì? Dạ em tên là Trần Phước Sơn. Bao nhiêu tuổi? 28. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra. Chào em, đi thẳng lên em, đi ngang lên, ưỡn ngực ra, tấn công phòng thủ. Chào em tên gì? Em tên là Mến, sinh viên mới tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp kinh tế hả em? Dạ. Nhìn em là chị thấy rất là dễ mến. Mến chắc có nhiều bạn trai lắm ha? Dạ chưa có. Đến với chương trình ngày hôm nay, Mến trông mong vào điều gì? Điều quan trọng nhất là em có thể tìm được một người bạn trai hợp ý với mình. Dạ, đấy là điều quan trọng nhất. Em đến với chương trình hôm nay. Bạn nghe bạn gái kia nói chuyện dễ thương chưa? Dễ thương à? Tốt nghiệp Đại học Kinh tế. Dạ. Chung với bạn hình như làm ăn được đó nha. Kinh tế tài chính ha. Sở thích của bạn là gì? Dạ em là em thường hay thích là đi leo núi. Leo núi? Dạ. Và em thích đi chạy bộ. Chạy bộ tập sức khỏe. Và không thích điều gì? Em không thích là... Em không thích giặt đồ. Không thích giặt đồ? Ủa sao kỳ vậy, ai giặt đồ cho bạn? Thì không ai giặt đồ nên em phải giặt đồ. Thì là ở dơ hả? Mặt ngoài không giặt hả? Hay sao? Không phải ở dơ nhưng mà nhiều lúc là cũng hơi lười, mặc gần hết đồ rồi em mới giặt. Trời ơi, vậy giặt đồ nó thâm kim lên luôn. Mến nè, ở bên kia thì thích thể thao, thích leo núi. Nhưng mà thật sự chị nhìn cái phọt của em, chị nghĩ em có leo núi nổi không? Dạ không, em không có thích chơi thể thao chị. Không thích chơi thể thao, chứ em thích chơi cái gì? Em thích đi du lịch cùng bạn bè, cùng người thân. Đi hát, karaoke nữa. Bạn trai bên kia đó, bên đây người ta hát hay lắm đó, bên đó biết hát không? Những cái tâm hồn nghệ sĩ mới đồng điệu với nhau được nha. Bạn biết hát không bạn? Em thích nghe người ta hát. Thích nghe vậy được rồi. Được rồi, một bên thích nghe, một bên thích hát. Bây giờ nè, chị nhìn thấy Mến rất là dễ thương, rất là duyên dáng, khả ái, nói chuyện cũng rất là từ tốn, điềm đạm. Mà tại sao em chưa có thể tự tìm được cho mình một người bạn trai? Đó cũng là điều em thắc mắc lắm ạ. Sao đến bây giờ em vẫn chưa có? Cũng có thể là do môi trường nữa. Tại vì em học trường kinh tế thì cũng nhiều con gái. Rồi em đi làm kế toán thì công ty cũng ít bạn trai nữa. Ít nhưng mà, đồng nghiệp nam. Nhưng mà từ trước tới giờ, trong quá trình từ trước tới giờ là em đã có bạn trai lần nào chưa? Dạ nếu mà tình yêu cả hai phía thì chắc là chưa. Hồi năm lớp 11 thì em có thích thầy giáo chủ nhiệm em. Trời. Tại sao em thích thầy chủ nhiệm em? Tại sao không thích các bạn cùng trang lứa mà lại thích thầy của mình? Có phải là do em thần tượng bạn thầy của em một điểm gì đó mà em thích thầy của em? Tại em cũng thích người lớn tuổi hơn em ạ. Vâng, mà em thích thầy vì thầy dạy rất là giỏi này, tính tình rất đẹp trai nữa, mà tính tình thì đẹp trai nữa. Nhưng mà cũng lạnh lùng. Đó là tình yêu hay là sự ngưỡng mộ? Có thể là do thần tượng quá mà. Nhưng mà có đến năm lớp 12, đầu năm lớp 12 á, là thầy em có chuyển trường, mà lúc ý là lần cuối mà em gặp thầy, từ lúc đó đến giờ em không gặp nữa, mà lúc ý em cảm thấy rất là buồn. Không có cái cảm xúc nào diễn tả nổi á chị, nên em nghĩ anh biết lý do tại sao thầy chuyển trường rồi. Mỗi người lý tưởng của bạn như thế nào? Tại sao đến giờ bạn vẫn chưa có người yêu?
em thích những cô gái là tính là cũng có trầm tính, cũng đừng có hơi thiên về truyền thống một chút, chứ đừng có đi theo thời đại quá em lại không thích. Còn về việc tại sao em có người yêu thì chắc là thời gian tình chưa tìm tới em quá. Trong cái lĩnh vực của bạn cũng rất nhiều bạn gái mà, không lẽ chưa tìm được? 28 tuổi rồi. Dạ thực ra em cũng đã gặp một số người, nhưng mà sau một lần không hợp, em cảm thấy không hợp là bắt đầu không tìm tới gần nhau được nữa. Có ngưỡng mộ ai bao giờ chưa? Ngưỡng mộ nghệ sĩ Nhí là Phương Mỹ Chi. Ngưỡng mộ Phương Mỹ Chi. Và bây giờ gặp anh em lại ngưỡng mộ anh. Trời ơi, ngưỡng mộ thôi nha. Ngưỡng mộ quá vậy. Ngưỡng mộ. Thôi, em gặp chị em ngưỡng mộ chị luôn à. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mến nè, thì sau cái lần mà chia tay lần cuối cùng em gặp người thầy của em đến bây giờ là chưa bao giờ gặp lại. Dạ. Bây giờ có lúc nào em nghĩ về người thầy đó nữa không? Chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. Thỉnh thoảng có mơ thấy thầy và em nghĩ mơ thấy thầy. Thôi mình nói đến thần tượng đó nó hơi xa vời với mình quá đúng không? Mẫu người đàn ông mà em thích, em tìm kiếm và khi mà em đến với chương trình này em mong có được là cái mẫu người đàn ông đó như thế nào? Không có gầy quá, hơi mập mập chút xíu chứ không có mập quá. Không có bụng phệ. Không có bụng phệ, bên đó có cái bụng phệ không? Có, bụng tôi. Rồi không có nhuộm tóc ạ. Không có nhuộm tóc. Bên đây không có nhuộm luôn. Hay là không có tóc. Thôi còn gì nữa không em? Về tính cách á thì là một người chu đáo á, rồi biết quan tâm đến em và gia đình em nữa, rồi biết lắng nghe em nói. Được không bạn? Bạn thấy hợp lý không? Hợp lý. Đó là những người đàn ông tốt thì sẽ vậy. Em nghĩ em có thể đó, em là đáp ứng được nhu cầu bạn. Có thể thì tôi xem thử xem có thể hay không. Chào bạn. Chào bạn. Sao chớp dữ vậy anh? Bất ngờ đối với tôi. Hồi nãy bên kia anh lại nghĩ khác và qua bên đây anh nghĩ khác. Bạn rất là xinh. Nhưng mà rất là đầm thấy rất là đầm thắm và rất là vững chạc. Tôi xin hỏi là lúc bạn yêu thầy đó bạn có nói thầy lần nào cho thầy biết không? Dạ không ạ, em luôn giấu cảm xúc trong lòng. Tại sao em mình yêu người ta mình không dám nói? Tại vì em là học trò thôi ạ. Thầy em quá hạnh phúc và hôm nay anh nghĩ rằng bạn bên đây giá như hạnh phúc được như thầy. Chúc mừng bạn. Rất là dễ thương bạn. Phải nói là ấn tượng. Xin phép em, chị xem trước người bạn trai bên này coi được hay không rồi chị sẽ chia sẻ thông tin với em. Chị cũng rất là ái ngại và lo lắng cho em. Chị sợ anh Quyền Linh ảnh nổ đó. Nhiều khi không phải vậy mà anh cứ nói vậy. Sao nãy giờ ngồi mà không bỏ cái ba lô xuống đi trời. Giữ của giữ vậy. Trời ơi, cứ ôm cái vỏ hoài à. Biết đâu được rồi, đây là một cái đức tính tốt, giữ của cho gia đình. Đôi lúc mình phải buông cái này ra nó nhẹ là mình tay mình mới ôm bạn gái đừng chứ cái gì vậy đeo trên vai vậy rồi sao? Cái vỏ quan trọng hơn bạn gái. Nhưng mà nói chung là một cái vóc dáng rất là văn phòng. Cũng có vẻ thầy giáo lắm. Rất là trí thức, rất là thầy giáo. Nhưng mà không biết bên đây có còn thần tượng thầy giáo nữa hay không. Đó là chuyện của ngày xưa ấy thôi nha. Trời ơi, nói chung là như vậy. Theo chị nghĩ là cũng phù hợp với em. Theo chị nghĩ là nó là phù hợp với em. Anh Linh ơi, mình đừng làm mất thời gian rồi. Của các bạn anh Linh à. Chúng ta sẽ có 2 phút để nhìn nhau, nói chuyện với nhau, nói những gì mà chúng ta thích nói. Và 2 phút chúng ta sẽ quyết định có đồng ý hẹn hò hay không. Mời chiếc màn kéo lên. Bye bye. Và 2 phút bắt đầu. Em hay thường đi du lịch lắm hả? Dạ không ạ, đấy là em thích đi du lịch thôi ạ. Vậy em có thường hay đi du lịch không? Cũng ít ạ. Nãy giờ anh nói chuyện anh thấy em thế nào? Em xinh quá. Cảm ơn anh. Còn bạn gái thấy bạn trai thế nào? Anh xinh quá. Anh đẹp trai quá. Có một cái hình dáng nào giống như thầy giáo của em không? Cũng giống là có đeo kính á. Kêu anh bỏ cái ba lô xuống coi thử anh bỏ không. Chúng ta còn 1 phút nữa. Nhanh lên. Em thường hay bây giờ em hay gặp bạn bè không? Hay đi. Có cuối tuần em thường đi chơi với bạn bè. Hết thời gian. Hết giờ. Hai bạn này rất là từ tốn, rất là chậm trễ. Hai bạn cứ nhìn nhau không biết nói gì hết. Bây giờ suy nghĩ cho kỹ, chỉ có 3 giây thôi. Trong 3 giây chúng ta quyết định là chúng ta có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ mời hai bạn đặt tay ra phía sau ghế.
Đó, có một cái đây, nút đỏ. Nếu các đỏ bạn đây nhấn nút có nghĩa là các bạn đồng ý hẹn hò, và không nhấn nút có nghĩa là chúng ta không hẹn hò. Không hẹn hò. Và bây giờ 3 giây bắt đầu. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng em. Tôi cũng đang lo lắng bởi vì khi vừa hết thời gian thì bạn mới bấm. Tại sao lại như vậy hả bạn nữ? Tại em ấn mãi cái nút mới đỏ. Lý do tại sao bạn đồng ý nhấn chuông? Em cảm thấy anh ấy cũng là một người chân thành ạ. Chân thành. Bạn nam? Dạ em thấy bạn gái rất là dễ thương và tính cách cũng thấy phù hợp với em. Tin chắc rằng một cái con đường tương lai rất tốt đẹp đang chờ hai bạn. Một chiếc vé xem phim dành cho hai bạn của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Mong rằng hai bạn sẽ có một buổi xem phim thật vui, thật hạnh phúc. Thôi, mời hai bạn. Mời hai bạn nắm tay nhau, chúng ta cùng đưa nhau đi xem phim. Nắm tay nhau. Bỏ cái thang, bỏ cái vé xuống từ 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 từ. Rồi, nắm sao giống méo quá vậy? Nắm chặt lại. Mời hai bạn. Thôi dìu xuống cầu thang nữa kìa. Anh ơi, cặp này rất là từ tốn. Cặp này mà dắt nhau đi du lịch chắc ta đi hết trơn. Rồi hai đứa còn lò tò từ từ sao đi vậy đó anh. Dễ chậm, thương quá. Chậm lắm. Hy vọng tình yêu sẽ đến với hai bạn ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chào đón cặp đôi thứ hai đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của chúng ta ngày hôm nay. Kéo rèm xuống. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hướng mắt về phía sân khấu và chào đón bạn nữ của chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Mời bạn. Một tà áo dài thướt tha. Mời em, mời em. Em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều, mời em ngồi. Em tên gì? Em tên là Mai, hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty du lịch. 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh, chào anh. Bạn đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Trời ơi, sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23, lớn hơn bạn kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bảnh trai, gọi là bảnh thỏ á. Bảnh thỏ. À, Mai nè. Dạ. Em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại vì em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? Dạ cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá, có lẽ là làm cho em chốn mọi người quá nên đi bỏ quà phải không? Ngày nào cũng gặp gì hết thì bỏ quà rồi. Dạ đúng rồi. Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thứ thật là với anh Quỳnh Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp và đặc biệt là cái nhịp sống Sài Gòn xưa, rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái America. Vâng, đây là một, có thể gọi là đây một người bạn của em. À, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Biết thổi kèn. Thế thì em có sở trường gì không hay sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ sở thích của em là cũng là thích hát. Hát em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. À, dạ được ạ. Rồi vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi,
trèo qua nhịp cầu tre, quê hương em ở ngoài thành sông nhà tranh, nguyên thêm mấy sông vượt mấy đồi, dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát giọng hát bên đây như thế nào anh Linh, anh nhận xét thật đi. Ngọt ngào đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung, mình đang nói về cảm xúc, mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế tôi bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài, bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái đó mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. À, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thực sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là chung tình đúng không ạ? À, Mai ơi, thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không? Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy mỗi theo mỗi người thôi, chứ không thể nào quay đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả? Thường thì làm nhiều hơn là nói, em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều, em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Kỳ vậy, chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ, chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? Người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ, bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà thì xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý nha. Không đồng ý? Dạ. Rồi. Em đồng ý là em có thể ở nhà đó là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Vẫn được làm việc. Em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Đầu tiên là em nói rồi đó, là nói nhiều. Rồi tính gia trưởng, phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó. Dạ. Không rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? Vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em. Tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha. Chứ bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ, coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Wow. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ. Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn. Dạ, coi mặt bạn trai, giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ, ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền lên mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ. Ở đây không có cổ. Áo dài không cổ. Nhưng mà cũng hơi hiện đại.
cũng dễ thương, cao 1m9. Để chơi vậy thôi chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Khó thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau chúng ta sẽ biết điều đó, xem có hòa hợp hay không. Nào, mời em kéo màn lên. Xin mời. Các bạn có 2 phút. Xin mời. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay đi tour không? Dạ có. Từ đảnh bạn hay làm gì? Ngủ. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hồi cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp. Đúng rồi. Bông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. Quê anh Trần Vinh ạ. Quê anh miền Tây ạ. Dạ, quê em miền Trung. Quê anh tỉnh nào? Bình Thuận. Có thích Thanh Long không? Dạ có. Được á. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích Thanh Long. Anh thích Thanh Long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện với chuyện Thanh Long. Hết giờ. Gì nhanh làm giật mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông, mình hẹn hò rồi, mình muốn nói gì mình nói. Bây giờ theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút. Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1 bắt đầu nhấn. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng hai bạn chỉ chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi. Thành ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Chắc là phải thay đổi một chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy hay hay. Hay hay, hay chỗ nào? Thì anh đã đàn em hát được. Anh đã thổi kèn em hát được. Chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường. Chúc mừng các bạn. Tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngày rất đẹp của các bạn. Những tấm vé xem phim sẽ giúp các bạn đến gần nhau hơn, sẽ hôn hút thêm cho bạn tình cảm mặn nồng hơn. Và hy vọng rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi các bạn ở phía trước. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Quỳnh Linh. Anh Quỳnh Linh. Anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường của em cũng hồi hộp. Không biết bạn bên này có hồi hộp như em, riêng em rất là hồi hộp. Mọi người cảm ơn mọi người ạ. Hai bạn có thể nắm tay nhau và đi xem phim. Dạ không, bắt tay thôi, không có nắm tay. Sao vậy? Má là. Má là đúng. Má là. Chào bạn. Chào anh. Bây giờ bắt tay hồi vô rạp phim, nắm tay mời hai bạn. Rồi mời hai bạn bắt tay nhau xuống dưới. Chúc mừng các bạn. Tôi thấy rằng bạn trai có là bối rối thậm chí kêu lộn chị Quyền Linh luôn. Nào xin mời màn hạ xuống nào. Chàng trai mời các bạn. Wow. Mời bạn ngồi vào chiếc ghế đỏ của bạn. Rất là phong trần, rất là nghệ sĩ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Đức Anh. Em đã là sinh viên kế toán của trường đại học mở. Bạn để cái đàn đây ha. Chờ chút xíu để bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn. Và bây giờ xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Mời em ngồi vào ghế màu đỏ. Chị chào em tự giới thiệu về mình, em tên gì? Em tên là Phan Thị Ái Loan. Em vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist. Bạn giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi. Dạ em là sinh viên năm 3 khoa kế toán của trường Đại học Mở. Đàn hay không? Dạ cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được. Đàn được luôn? Hát được. Hát được luôn. Rồi thôi giờ làm luôn đi để mình lấy cảm tình bên kia ha. Làm liền luôn hả? Làm liền luôn, cái gì cũng phải làm liền, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bạn. Cái đàn đẹp quá.
Đàn này mượn hay mua? Dạ mượn. Trời ơi mượn. Đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi. Rồi xin mời bạn. Dạ đàn bài Cô Bé Mùa Đông. Cô Bé Mùa Đông. Hơi rung tí xíu. Đừng có rung, rung người ta biết mình rung. Đàn đi. Hơi rung á. Thôi bạn rung quá rồi, chờ chút xíu đi. Chờ chút xíu đi ha. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao. Chơi thể thao. Bóng đá, bóng chuyền. Bóng đá, bóng chuyền, chơi hay không? Dạ, chơi cũng tốt. Chơi đàn cũng tốt, bóng chuyền cũng tốt. Mà bóng đá cũng tốt. Trong vai trò gì trong đội bóng đá? À, có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo. Đá tiền đạo là thủ môn luôn, dạ. Tự đá tự chụp luôn. Cái đó thì hơi quá. Theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài. Bên đó có nhiều tài thì bên đây cũng không có kém. Bạn có thể nói ra một số tài từ từ của bạn. Dạ thì khi mà em còn học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng đội bóng chuyền của khoa, đội trưởng đội đá banh của khoa luôn. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Chị thấy vóc dáng, chị thấy thể cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền như là bóng đá. Em rất là thùy mị, rất là đoan trang. Theo mà bạn bè nhận xét em á thì giống như là em cũng có hai tính cách vậy đó. Có khi thì mạnh mẽ giống như Nam, cũng có cái khi thì thùy mị như vậy. Vậy thì lúc mạnh mẽ như Nam á là em chơi bóng chuyền, chơi bóng đá. Vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì? À, lúc thùy mị thì thường là em hay nấu ăn cho các bạn ăn. À. À, rồi em thì cũng biết chút chút về may vá. Cái sở trường của em á, em có khả năng gì như thứ bóng đèn hay là thứ bàn ghế gì đó, em là người sửa. Ủa vậy rồi bây giờ mai mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì? Chắc là đâu có còn làm rửa gì chén, rửa bao chén. Chuyện là bạn làm hết rồi. Cho nên là phải kiếm một bạn nam thì để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm. À. Bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ để khỏi làm nữa. Được không? Được không? Được. Giặt đồ được không? Cũng biết luôn. Trời ơi. Cho con bú được không? Cái này không thể rồi. Sao không thể được, đàn ông phải to con bú chứ. Ờ, bằng bình thì được. Bằng bình chứ, kêu bằng bú bằng gì? Bạn có biết tại sao lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự ế ngày hôm nay không? Hình như bạn thụ động quá. Bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa. Hồi đó giờ có yêu lần nào chưa? Có. Yêu mấy lần rồi? Một hai lần gì đó. Trời, yêu mà không nhớ yêu lần nào đó. Tôi chỉ yêu thầm thôi. Yêu thầm thôi hả? Yeah. Bây giờ tôi thấy bên đây với bên kia sao đối nghịch quá. Bên kia là coi như là thay bóng đèn là làm gì đó, toàn là chuyện của đàn ông không. Còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá. Bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Dáng mà tao cao hơn em. Cái gì có cao không? Cao cũng hơi cao. Cái tiêu chuẩn của bạn của nó là vậy, còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn đời như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em là một bạn nữ biết nữ công gia chánh. Biết nữ công, bạn kia làm hết luôn, chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh mừng luôn. Rồi gì nữa? Là tướng đi phải đẹp đẹp tí xíu, là đi chân bình thường đừng có ra hai bên vậy nè. À tức là không có đi chân dòng kiện hả? Chứ đi hai hàng hả? Yeah. Còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao? Bạn chịu không? Chắc cũng không đâu. Không luôn hả? Đợi coi. Vậy là bạn chọn chân chứ chọn mặt. Em nghe cái yêu cầu này em thấy hấp dẫn quá. Em muốn xem mặt coi sao mà đòi mà đi bạn hẹn hò mà đi muốn coi nhìn chân thôi hả? Dòm cái nghe khó quá, khó tính quá. Để được. Để dòm cái giò ra, đứa cái giò ra cho tôi dòm. Cái giò kia nữa. Trời ơi, thì khổ ghê. Thôi đi về đi. Đi mệt luôn, cái đi mệt quá. Sắp soi bạn trai của ta hoài. Thì trước khi anh gặp gỡ bên kia, em đàn cái hát bài bên kia lấy tình cảm với coi. Dạ. Để có cái đường về nói xấu em mình lum bển kìa. Đàn mạnh lên, hát nhanh lên. 2, 3. Hao hát luôn đi. Ai hát? Em hát. Rồi hát luôn, 2, 3.
từng cơn gió khẽ buốt. Nhìn lại từng cơn gió khẽ vô tình. Buồn thiệt. Này đi cô bò chắc ba cô trước quá. Em đang hát, anh nói em hát không được. Ơi cái gì mà đàn đó nè. Vô là vô xong tụ liền. 2, 3. Mùa xuân phố sớm tình mơ, giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình. Hát cho anh nghe. Rồi thôi được rồi, như đó được rồi. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình coi giò. Nè, anh lên, cẩn thận nha. Bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó, anh đưa mặt anh qua người ta chết luôn. Dễ thương. Bạn. Dạ. Đứng lên giùm xíu. Có giò. Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Yên tâm đi, không có vụ gì dòng kiềm kiết gì đâu. Sao chứ á, đứng vậy là nó vậy đó. Gì chứ á. Rồi, bây giờ bạn bình tĩnh nha. Bạn sẽ gặp người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò không. Rồi, các bạn lên. Sao vậy, sao quay lưng quá vậy? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Sao vậy? Quay qua đi. Rồi, các bạn có 2 phút để trò chuyện, để nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Cái này bạn nói bạn tên gì? Dạ, tên Đức Anh. Xin lỗi, theo luôn nha. Bạn đang học năm 3 hả? Vâng. Là bạn bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Tiếp. Tiếp ơn. Bạn nhìn thấy anh sao? Hỏi nhìn thấy em sao? Nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn. Chỗ này đâu phải chơi đu quay. Hết giờ. Em phải mạnh dạn lên chút xíu nữa nghe không? Chị đây. Và anh Nguyễn Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì thì em nhấn nút. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi mời bạn đứng lên. Tại sao em lại không chọn bạn trai đứng kế bên? Bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về. Em vui cái em kêu anh, em buồn kêu em. Vậy còn em? Có vẻ như bạn này từng trả em nhiều quá. Đến em mà bạn là nhút nhát. Không, tại vì người ta nhút nhát người ta sợ. Ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau, tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Hai bạn sẽ đến với chương trình quay số để xem có được bước tiếp vào trong không, có được trúng giải thưởng Toshiba của chương trình hay không. Nếu như mà các bạn quay số không được đi tiếp thì các bạn sẽ nhận được mỗi bạn một chú gấu bông. Bạn nữ thì nhận được anh gấu bông, bạn nam nhận được em gấu bông. Rồi, cảm ơn hai bạn rất nhiều. Rồi, xin mời hai bạn. Cảm ơn hai bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem với cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Một tà áo dài thước tha duyên dáng. Trời ơi xinh quá. Chị ngưỡng mộ em quá. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em tên gì? Em tên là Lê Thanh Tâm. Năm nay em 22 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp đại học xong. Chuyên ngành của em là chuyên ngành marketing. Rồi xin mời bạn nam. Cái gì vậy anh? Trời làm em hồi hộp quá. Ủng hộ Duyên Đông quá hả? Dạ fan. Fan hâm mộ hả? Dạ. Trời ơi giống như nghệ sĩ ta. Bên đây fan hâm mộ nhiều lắm nha. Sao? Giờ chỉ mong cái fan bên ngồi bên kia hâm mộ nữa là đủ nha. Bạn tên gì? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Linh ạ. Hoàng Linh? Dạ.
Bạn của Quyền Linh. Dạ. Bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 22. 22. Dạ. Bạn đã tốt nghiệp đại học? Dạ em vẫn đang học đại học ạ. Ủa ở lại lớp hả? Sao vậy? Dạ. Dạ em học thêm trường nữa. À, học thêm trường nữa. Học thêm dạ. trường đại học nữa. Nhưng dạ. mà đã tốt nghiệp được trường nào chưa? Dạ tốt nghiệp một trường rồi ạ. À chị ngưỡng mộ em quá. Ngoài đang đi học đại học bạn còn làm nghề gì nữa? Dạ em hiện đang là giáo viên thanh nhạc ạ. Giáo viên thanh nhạc dữ nha. Bạn dạy lâu chưa? Dạ cũng được 2 năm ạ. Ủa bạn đang học đại học sao bạn có khả năng dạy thanh nhạc nữa? Dạ cái trường trước kia em học là nhạc viện thành phố ạ. Wow, học nhạc viện thành phố? Dạ. Dữ rồi nha. Dạ. Vậy bạn có thể hát một vài câu cho bạn kia nghe nó mát được. Em xin gửi đến mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Võ Điện Thanh, bài hát được mang tên Ngày Đẹp Tươi ạ. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiếu qua hàng cây buổi sáng, muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta bồi hồi mãi. Ngại ngùng chi một lời nói, để dòng thời gian trôi qua đôi khi ta đã trôi qua một giây tuyệt vời, và hình như đôi khi ta muốn nói ra lòng cứ bồi hồi. Tự tin lên nhé, ta sẽ có phút giây đẹp tươi tuyệt vời. Na 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 na. Hay quá. Ngoài cái việc ca hát nữa bạn còn làm gì nữa không? Dạ em MC. Hả? Dạ. Thôi qua đây ngồi đi. Giữ ta. Thôi thôi. Hả? Cứ mà lấn áp bên đây quá để cho bạn nữ người ta giới thiệu khả năng của mình nữa nè. Em ơi, anh có tài gì không em? Mình phải biểu diễn lại chứ em. Mình chắc... thua sao? Về cái mảng mà ca hát này chắc phải đành lép vế với bạn nam. Vì còn cái gì mà mình lấn vế không? Chắc có thể là chơi trò chơi, sinh hoạt với thiếu nhi là lợi thế của em. Nhất cái thứ hai là em có khả năng quản trò, tại vì do em được đào tạo gì về vấn đề là đi hoạt động các sinh hoạt cộng đồng nhiều. Dạ, hiện tại thì em đang làm gia sư tại nhà, là dạy kèm cho các bé khóa cấp 2. Cấp 2? Dạ. Chị nghĩ là em có rất là nhiều bạn bè, vì là mình sinh viên mà. Dạ. Năng động, duyên dáng như thế này, thì tại sao mà em không có được một người bạn trai cho mình hay sao mà em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Dạ thì do trước đây thì cái niềm đam mê của em là hoạt động từ thiện, các hoạt động tình nguyện xã hội. Em từng là chủ nhiệm câu lạc bộ marketing. Chủ nhiệm câu lạc bộ marketing? Dạ vâng, thì hầu như thời gian của em dành cho niềm đam mê của mình cũng như là trao dồi kiến thức ở trường đại học. Có thể là lo làm quá nên không có thời gian để tìm bạn trai đúng không? Chắc có thể là vậy, nhưng các bạn trai cũng sợ. Nếu như em có được một người bạn trai thì em mong muốn người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Trước tiên em về tính cách, em có 3 chữ C dành cho người ấy. Là sao em? Thứ nhất là trung tình, thứ hai là chia sẻ, và thứ ba là chân thành. Bên đó có được chữ C nào không vậy? Bên đây có mấy chữ C được? Dạ quá trời luôn. Quá trời chữ C hả? Dạ. Về ngoại hình em nghĩ là cao em quay đầu, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khó quá, khó quá. Cái đầu bên đây cao lắm. Tóc không cả à. Nghĩa đen lẫn nghĩa bóng anh à. Rồi gì nữa em? Dạ người đó phải cao to, tại vì phải to không? To không? Cao hả? To to được rồi. Dạ phải là người vui vẻ hài hước. Bạn nam bên kia là fan nhiều quá, chị em là hơi lép vế rồi. Bạn đẹp trai, dễ thương, nhiều fan như vậy. Nhất bạn fan nữ ngồi cười tươi thiệt, tươi luôn, cười quá trời cười luôn. Rồi hát hay, rồi dạy hát, rồi làm MC nữa. Hỏi lý do, ế không ai tin á. Có cái tật gì không thì khai luôn đi, đừng để tôi phát hiện à. Dạ em nghĩ là chắc là ngày xưa mẹ em cũng nói là đừng nên quen bạn gái sớm. Với lại em nghĩ chắc là em khó. Em khó là khó là sao? Dạ đôi khi em không yêu, em cũng yêu cầu là cô gái mà em muốn thì cũng phải là một cô gái thông minh và biết ứng xử. Thông minh bên kia có rồi đó. Dạ. Dạ marketing mà. Dạ. Ứng xử có luôn, tiêu chuẩn của bạn chỉ vậy thôi. Dạ. Để tôi xem bạn bên kia thế nào. Nhìn hết hồn liền. Quyền Linh, Quyền Linh, Quyền Linh, Quyền Linh. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, giờ tôi muốn ngồi ghế đỏ sao luôn. Hôm nay bạn sẽ không bao giờ uổng công, tôi nói thật á. Hồi nãy giờ tôi tò mò lắm.
từ tò mò tôi chuyển qua là bực bội. Tôi mà coi mà không giống như nãy giờ vỗ tay nghe là tôi vùi dập cho rồi thấy cái cảnh. Có đều. Không, cái này là mũm mĩm mướp mít. Mà sao mắt không có to? Ồ, mắt màu đen là vậy đó. Mắt màu đen à? Mắt thì nhỏ xíu vậy. Thấy chị không? Dạ thấy. Thấy chị đẹp không? Dạ đẹp. Chị cảm ơn em. Dạ. Chị thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ. Em hát rất là hay. Dạ. Chị hy vọng là em sẽ chọn được bạn gái. Dạ. Chị đang tò mò. Em làm bạn gái chị bên đây tò mò rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị kéo màn lên. Nào, mời Phương Mai. Đừng làm mất thời gian của nhau nữa. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Không biết được. Bạn có thích ăn kem không? Trời, ta đã mập đủ ăn kem nữa. Dễ. Trời. Dễ ăn lắm. Dễ ăn, dễ nuôi. Bạn có câu hỏi muốn hỏi mình không? Bài hết trơn, không nhớ em hỏi gì nữa giờ. Bạn có thích những người năng động hát hò không? Bạn có định kiến gì về những người đi hát không? Mình rất thích những cái bạn nam mà gọi là rất là hòa đồng, rất là năng nổ, đặc biệt là trong những buổi sinh hoạt tập thể mà biết cầm cây đàn là quá tuyệt vời. Ơi hoài vậy. Dấu hiệu của tình yêu. Dạ dạ. 5, 4, 3, 2, 1 hết thời gian. Nói chuyện không chịu nhìn đây mà cứ nhìn mặt tôi hoài chi trời, thiệt khổ. Ôi dồi, giờ chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để ta quyết định đồng ý hẹn hò hay không. Một, hai, ba. Giọng gì đấy, giọng sao vậy? Hết thời gian. Rồi, mời bạn đứng dậy. Mời bạn. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng không chỉ có tôi và các tờ và các bạn đang ngồi dưới cũng rất tiếc. Các bạn rất là dễ thương và tài năng. Cho chị hỏi bạn nam một tí, tại sao em lại không đồng ý hẹn hò với bạn nữ? Dạ, em muốn người bạn gái của em thì không tham gia hoạt động xã hội nhiều quá thì... Tham gia xã hội tốt, tham gia nhiều chương trình cộng đồng tốt, có gì đâu. Bạn không tự tin về bản thân à? Ích kỷ. Dạ. Có thể là bạn ấy đánh mất cơ hội, tại vì thực tế cái công việc mà hoạt động xã hội hay tình nguyện thì nó là một công việc có thể sắp xếp ổn thỏa cả trong khi mà có tình yêu hay không có tình yêu. Chị cũng nghĩ như vậy, chị rất là đồng cảm với em và chị đồng ý với quan điểm của em. Thôi thì đây là cũng là mình phải tôn trọng sự quyết định của hai bạn. Nhưng mà chị cũng mong rằng rồi đây hai bạn sẽ tìm được một nửa của mình và sẽ được hạnh phúc vui vẻ trong cuộc sống và cái con đường mà mình đã lựa chọn. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Thưa Quyền Linh, xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin hạ màn. Bạn có đất để mình đây đo không? Ở dưới quê thì có nhiều chị. Dạ. Dẫn em về đâu đó không anh? Mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Xin mời bạn. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Em chào tất cả các anh chị ngồi đây ạ. Xinh quá. Em cảm ơn chị. Em tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Kim Ngân, em năm nay 25 tuổi. Em là kỹ sư chắc địa. Kỹ sư chắc địa. Dạ, cái ngành của em là ngành của con trai á anh Linh. Đúng rồi. Dạ. Sao cái ngoại hình với cái công việc không thấy không có liên quan gì nhau vậy ta? Tại vì em học thì hồi xưa cũng là học ngẫu nhiên thôi chị. Rồi, mời bạn nam. Dạ, anh chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và các anh chị có mặt trường quay ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Trường Khánh Thụy, là nhân viên văn phòng, là sinh sống làm việc tại quận 7. Bạn có biết là kỹ sư chắc địa là gì không? Chắc địa. Ừ, biết không? Nghe địa chắc đất. Địa đất. Dạ. Chắc địa là gì? Chắc đo đạt nhiều. Đúng rồi, đo đạt về đất. Bạn có đất để bên đây đo không? Dạ, ở dưới quê thì có nhiều chị. Quê đâu? Dạ, quê Long An. Long An hả? Dạ. Dẫn em về đâu đó không anh? Không, mấy chút bấm chuông anh dẫn em về em. Đất dưới của ai vậy bạn? Dạ, đất dưới thì chắc của ba mẹ.
sao chắc mưa của ba mẹ chứ cũng chắc. Tên bạn này lạ, bạn đọc lại cái nè. Dạ, tên là Nguyễn Trương Khánh Thụy. Thụy. Thụy trong chữ Đỗ Thụy á. À, Khánh Thụy đó. Dạ. Đỗ Thụy dày cơm đây, mỏng cơm. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, hôm nay em 27 tuổi. 27 tuổi, bạn bên kia 25 tuổi. Mấy người yêu rồi? Người yêu thì cũng ít thôi chứ không có nhiều. Ít là ít mấy? Một hay là chín? Dạ, cũng có ba người. Ba người? Dạ. Nhưng mà mối tình gần đây nhất là cách nhau cũng một năm mấy rồi. Ba cái cuộc tình như vậy, rút kinh nghiệm ra tại sao phải chia tay ba mối tình đó? Dạ, chắc tại em nhút nhát quá. Nhát đúng rồi, nãy giờ ngồi rung quá trời. Dạ đúng rồi. Thế còn mình thì sao? Mình đã có mối tình nào chưa? Dạ, em có một mối tình hồi thời sinh viên chị. Có nhiều người đeo đuổi bạn không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Chị nghĩ là có nhiều đó chứ. Mình cũng nói chuyện vài ngày rồi thấy không hợp thì thôi chị. Mới vài ngày chưa hiểu trơn mà. Ráng cố gắng níu kéo chừng vài tháng mới hiểu chứ. Cũng có người buồn cười lắm, đủ đi uống cà phê xong rồi ngồi nói chuyện với mình cứ than. Dạo này anh khó khăn, anh làm không có tiền này kia kia nọ. Thế là em chạy mất dép luôn anh lên kì á. Đúng rồi, mới gặp nhau than khó khăn rồi. Bạn có gặp khó khăn không? Dạ cũng có, ít có than lắm. Ừ không có than nha. Dạ. Gặp phụ nữ đừng mà than khó khăn nha. Anh than là em chạy luôn đó. Than là chạy luôn á nha. Nhưng mà cũng có thể là anh khó khăn thật, nhưng mà đã mời em đi ăn uống rồi thì đừng có than. Chứ than xong rồi ly nước đem uống vô em mắc cổ á. Đúng rồi, than đúng. Nghẹn sao? Đúng không chị? Đúng, chính xác. Dạ. Mình giới thiệu về mình một chút xíu đi, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của em á là em chịu khó. Rồi em làm cái gì thì nó cũng phải tới nơi tới chốn. Cái nhược điểm là em hơi nóng tính, mà em hay có nỗi khùng mình em lắm. Ví dụ như là ai làm gì đó mà em bực bội, giống như trong công việc vậy, sếp em la cái em bực quá mà em không cự được, thế là em vô toilet em đóng cửa lại, em ngồi trong đó em la mình em vậy đó. Được, cái này được, không ảnh hưởng tới ai, chỉ ảnh hưởng tới toilet. Bây giờ ví dụ như đây đang ở đang bực mình anh Quyền Linh đi, đây đang ở trong toilet đi, bạn la sao, bạn la thử coi. Thí dụ là bực mình anh Quyền Linh đó. Lúc đó là cái cảm xúc của em tự nhiên rồi em điên rồi em mới la được chứ giờ em cũng biết la sao. Mới gì tôi bực mình tôi. Ví dụ thôi, giờ la sao một mình la. Dạ thì la to lên làm cho cái bản thân mình mệt tới chị, em mệt tới là em hết điên à. Bạn bực bội gì, bạn làm gì giải tỏa. Bạn kêu chui vô toilet la, bạn là chui vô đâu? Dạ, em thường ra cái cầu anh à. La cái em hết rồi anh. Đừng nhảy xuống cầu nha. Đừng nhảy nha. Em không có đến nỗi mà phải nhảy cầu à. Bạn kêu những ưu khuyết điểm ta kể hết rồi, còn bạn ưu khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì vui khỏe, hòa đồng. Bạn nào buồn gặp em nói chuyện một chút xíu là vui liền. Nghe là được rồi đó. Khoái cái gì mà nói là vui. Mình có cái gì vui vui không? Em thì em hát, cái này hát là chắc cũng không được vui cho lắm đâu. Ok. Nhưng em hát vài câu. Rồi. Dạ. Ôi túi xanh mộng mơ giống như tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời ngày anh về lứa đôi thanh hôn, tiếng đưa xuyến sao tâm hồn lòng dạt dào nhớ thương đau vời. Em chờ mong chờ đưa tới pháo hoa râu nồng mừng cô dâu trẻ vô quy, giáng sinh sánh vai bên chồng làng phấn hồng điểm tô mặt duyên, tương lai có nhau trong đời lòng gọi mời ngắm hoa trời mây. Đối đáp liền, hát bài đối đáp liền. Sao mà ngọt quá em vậy? Em thì ca hát dạ, em không từ hay, hồi em nhỏ thì anh. Ở nhà em, ba em rồi mấy bác hay có đờn ca tài tử á. Em nghe rồi em tự hát theo. Ủa, quê mình ở đâu? Em ở Sóc Trăng chị. Dạ. Bạn sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình với mong muốn như thế nào? Nói chung là người phụ nữ cũng bình thường đó, tính tình ngoại hình cũng giống cỡ như Minh Hằng là được rồi. Trời ơi. Đó em nói vui thôi, người phụ nữ cũng dễ nhìn, vui vẻ, hòa đồng, biết suy nghĩ tới người khác, biết lo cho đình là được rồi. Những cái gì mà mình không thích ở người phụ nữ? Dạ, tính tình hay ghen, hay kiểm soát người khác quá nhiều. Là em không thích. Ghen, thương thì kiểm soát có gì đâu. Phụ nữ ai mà không ghen, bên này cô nói là ghen lắm nè. Nhưng mà em thì công việc có nhiều và đi giao tiếp nhiều, mà mỗi lần đi và kiểm soát anh ở đâu, chụp hình lại cho em biết, kiểm soát nhiều quá nên em không. Ủa vậy là bạn đã từng bị kiểm soát kiểu đó rồi hả? Dạ đúng rồi chị. Sao bên đó có ghen, có kiểm mình soát không? Ghen không? Em không có tới cái mức đó đâu anh chị. Chứ cái kiểu mà lúc nào cũng kiểm soát ngày giờ này kia thì giống con mình quá à. Em muốn đi đâu đi à, nhưng mà tới giờ cứ về cho em là được. Bây giờ ví dụ bây giờ chưa lấy nhau mới là mình đang tìm hiểu đó. Dạ. Tự nhiên bữa đó anh đi mà bạn biết anh là đang đi với cô khác, thì lúc đó bạn xử trí thì sao? Chắc em chạy tới em coi có hay không quá. Rồi nếu có thì sao? Có thì chắc là vô hỏi thẳng anh người này là ai rồi này kia kia nọ, hỏi rõ nguyên nhân rồi xem anh sẽ trả lời em sao.
chứ nhập nhằng hoặc là người ta nói không đúng thì em cũng không chịu. Tính em là thẳng thắn đâu ra đó. Bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Ngoại hình thì cao trên 1m7. Tại vì em tới 1m67 là đừng có mập, không bụng phệ, không khói. Đen đen chút cũng được. Dạ chỉ vậy thôi. Đụng chạm nha. Không anh Linh, anh đâu có mập lắm đâu, được mà. Còn mà có cái chuẩn hình mẫu lý tưởng thì sao không? Em nghĩ là cái mẫu của em là không có cần phải đẹp trai đâu, miễn cao cao hoặc là gầy gầy chút cũng được, là vậy là được rồi. Cái gì mà dưới dữ dợ. Chào chị. Anh cao nhiêu? Dạ có 1m69 rồi chị. Chắc không bằng 1m7 như bên bển nó mới qua. Đâu đứng lên dòm dòm. Dạ. Sao ốm mà vậy, thiếu ăn hả? Không phải thiếu ăn mà tại ăn nhiều, mà tại nuôi nhan sắc em hết rồi chị. Vô nhan sắc hết rồi đó. Dạ. Là nhờ vô nhan sắc mà được vậy đó hả? Dạ đúng rồi chị. Không vô không biết làm sao à. Dạ. Đang ngồi hẹn hò bạn bị bạn gái tới ngay tại chỗ đó bắt gặp thì lúc đó bạn sẽ xử trí như thế nào? Dạ. Tới đó chắc em để bỏ trốn như hai phụ nữ nói chuyện đó. Bỏ trốn hả? Cũng chưa biết giải quyết sao á chị. Thì suy nghĩ đi, tưởng tượng ra khung cảnh đó giờ giải quyết sao? Tại em cũng chung tình, nó không nào có chuyện đó đâu chị. Đúng rồi. Đó thì tha nói vậy đi, tôi nói chịu. Anh thấy là được rồi đó. Ổn quá. À em đi với ai? Có ai tới ủng hộ? Dạ mình? Hôm nay thì chị em bận đột xuất cho nên là không có đến đây với em được. Có mình em đây thôi. Chị tưởng nó có người thân em mà chị mình trao đổi hai ba ý kiến vậy đó. Dạ em đi với cậu với mợ với hai đứa em coi. Dạ chào cậu mợ. Cậu mợ thấy sao? Mình thấy không cũng được. Cái này là do cháu mình nữa. Rồi vậy được rồi. Để anh qua anh coi coi bên kia sao nha. Rồi vừa anh thông báo cho. Em chào anh. Dễ thương quá. Dạ cảm ơn. Anh bên này anh hơi nhút nhát chút xíu. Nãy giờ anh ngồi bên đây mà anh tay anh rung rung rung. Nắng bóp bóp tay hoài luôn. Đừng có hù anh nha, đừng có la nha. Em bên này cũng hồi hộp lắm nè anh. Hồi hộp hả? Dạ. Tưởng tượng anh bên kia thế nào? Em hồi nãy em bảo cái cao cao gầy gầy mà ở dưới thấy mọi người cười quá, em nghĩ chắc là giống vậy quá. Giống vậy hả? Dạ. Y như em luôn á, bụng không có phệ. Kéo màn lên. Các bạn sẽ có 2 phút để gặp mặt, trò chuyện để hiểu hơn về nhau, để xem có tiếng sét ái tình hay không. 2 phút bắt đầu. Em chào anh. Chào em. Dạ. Hồi nãy nghe tiếng hát của em rất là hay. Em cũng hay thích nghe hát lắm. Dạ. Nhưng mà anh có nghe đờn ca tài tử không? Cũng có. Nhưng dạ, mà cũng thích nghe nhạc trẻ hơn. Dạ. Nhưng mà sau chương trình này chắc anh cũng chuyển cho anh nghe tài tử nhiều. Anh sống ở trên này lâu chưa? Anh sống cũng 4-5 năm rồi. Mình sống ở đâu anh? Anh sống ở quận 7. Mình sống một mình thôi hả? Đúng rồi, còn em? Em thì em cũng sống ở đây cũng 8 năm rồi, gia đình em ở đây. Dạ nhưng mà em muốn lấy vợ về ở đâu anh? Lấy vợ thì mua nhà ở trên thành phố này em. Có tiền mua chưa em? Dạ, tích góp chắc cũng được nửa căn rồi chị. Tối em có thường đi đâu chơi không? Dạ cũng ít. Tại vì ở trên này em không có nhiều bạn, mà bạn bè em thì toàn ngành này toàn mấy anh nam mà có vợ hết trơn rồi. Em có thích đi xem phim không? Dạ có, xem phim, ăn uống hát hò gì đấy em vẫn đi. Vậy chúc em bóng chuông đi, hai đứa mình tối nay đi xem phim. Dạ okay. Còn công việc của anh thì sao? Anh thì là cũng làm giờ hành chánh. Nhưng mà anh làm về mảng nào ạ? Anh làm về xuất nhập khẩu. Xuất nhập khẩu, dạ. Quận 7 hả anh? Đúng rồi, dạ. Em ở quận mấy? Em ở Bình Tân lận. Bình Tân hả? Xa lắm, có đi nổi không? Không em. Ở điểm nổi hả? Có, đâu xa, em trong thành phố là anh đi nổi hết à. Anh làm em cũng hồi hộp quá à. Cũng muốn hồi hộp muốn chết luôn nè. Anh nghĩ tình yêu xuất phát thì sự chân thành, đừng có giả dối với nhau. Có sao mình cứ nói vậy. Chân thành nhưng mà phải chung thủy nữa. Chung thủy là anh có, nãy mới nói em. Anh có cái khuynh hướng bạo lực gia đình không? Không em. Bạo gì nổi với em. Anh thường bị gái quýnh nhiều à, chứ anh không quýnh gái à. Cho anh nói một câu nữa đó, anh nói gì đi. Thôi mình bấm chuông ha em. Không có nói câu đó nữa. Nói đó cắt chuông luôn á. Thật ra em người con gái rất là xinh, rất dễ thương. Cảm ơn. Anh rất thích em. Cái chuyện mà em la hét trong phòng anh không sợ hả? Không em. Đó là chuyện bình thường mà. Em la có mình em, anh đâu có nghe đâu, anh biết. Em hốt em mà lấy chồng vậy em bật là em la vô trong lỗ tai anh đó, chứ em muốn vô phòng la nó đâu. Vậy sao? Anh cũng thích nghe người ta la lắm em. Được à. Chứ cũng phải vậy chứ. Phải vậy đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để tay nút bấm đi. Cái nút tao lên. Trời đất ơi. Tự tìm đi. 1.
2 3 Hết thời gian. Hai người nắm tay nhau đi bạn. Anh thấy hôn em được không? Dạ thôi, cái chuyện em đây em ngại lắm. À đúng rồi, để chốc ra em hôn anh nha. Một cặp vẽ xem phim. Bạn các bạn sẽ có thêm thời gian để tìm hiểu nhau. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn có những khoảnh khắc thật là ngọt ngào với nhau. Dạ, cảm ơn chị.